số hiệu F8 đang tiến vào Sài Gòn. Đây là ga Sài Gòn, ga cuối cùng của cuộc hành trình Hà Nội Sài Gòn. Quý khách hãy trả lại hành lý của mình. Mỗi lần xuống tàu, không tranh thủ vội vàng nhảy tàu để tránh xảy ra tai nạn. Nhà ga nằm phía trái của tuyến đoàn tàu Gò Vấp. Dạ, hai anh cần đi đâu ạ? Hai anh đi đâu em chở cho? Mày ở đâu tới? Dạ, ở ngoài chung, em mới ra làm à. Mày có biết luật không? Luật gì anh? Nộp thuế. Đất này là của Long Rô. Long Rô nào? Tôi không biết. Chạy xe ôm mà thuế má gì? Không được. Mày đi đứng lên con đi ơi. Tội nghiệp thằng nhóc. Mai tới gặp Long Rô.
Mày mới ra chưa biết, muốn chạy xe ở đây mỗi ngày phải nộp cho Trùm Long Rô 5 ngàn, mọi xích mích phải đưa tới Trùm giải quyết. Em làm gì có tiền mà đã chạy được đồng nào đâu? Đó là chuyện của mày, tao không biết. Hay là anh cho em mượn? Tao chỉ chơi dai. Lời lãi bao nhiêu anh? 50 phần, theo giá gốc mỗi ngày. Mày chịu không? Dạ. Anh là anh Long à? Gì mày? Dạ, em gửi anh cái này. Được rồi, anh cho mày vô biên chế. Dạ. Má, ngó mặt mày có ăn học mà không biết lễ độ gì hết. Dạ, em chào anh Long. Chào mấy anh. Mày đừng đứng một chỗ, phải chịu khó xách xe chạy vòng vòng mồi chài. Khách bây giờ là thượng đế cả. Dạ, em cảm ơn anh. À, mày ở đâu? Em trọ thuê với thằng bạn ở xóm Đình. Tháng nhiêu? 100. Được cái yên tĩnh, rất tiện học hành. Mày học gì? Dạ, em đang ôn thi đại học. Tiền mày mượn tao bữa trước, chuyện nào có trả cũng được, khỏi lời lãi gì hết. Đi xe không bác? Bác ơi, bác đi đâu con chở cho? Bác đi đâu ạ? Đi đâu bác? Bệnh viện Nhi. Mới ra nghề phải không? Ừ. Dân Quảng Ngãi phải không? Ừ. Quyện nào? Tư Nghĩa. Em ở Mộ Đức, vậy là mình đồng hương á. Hay hả con ngựa? Mẹ mày đừng chọc gan tao à. Tao đốt nhà cho mày ra chợ ở à. Đừng có chọc tao. Tiền, tiền, lúc nào cũng tiền. Thấy mặt là tiền, không biết bao nhiêu cho đủ. Hãy nhảy gì đó con kia. Coi chừng tao á.
mẹ đó. Ngày tối có nhiều đó cũng lo không xong, buôn bán làm mẹ gì nữa. Dẹp đi. Mày tưởng nhiều lắm hả? Tao nói rồi đó, tưởng nhiều mà không đủ số cho tao thì đừng có trách. Nhớ cha mẹ, làng quê gia diết. Cơn bão số năm vừa rồi, không biết nhà cửa ta thế nào. Một mình cha rồi xoay sở ra sao. Đồng muối trắng ngần, hạt muối trắng. Vậy mà không nuôi nổi cả đời người gánh nặng. Gió se sắt mặn môi, rát mặt. Vai mẹ gầy, gánh siêu lã chiều hôm. Tôi sẽ làm gì đây cho cha mẹ bớt khổ? Chắc chắn phải ráng học thành tài. Thúy ơi, bây giờ em ở đâu? Có lúc nào em tình cờ nhớ đến tôi không? Tại sao tình yêu giữa tôi và em không thành? Tôi nghèo hèn, xấu xí lắm phải không? Em đâu biết rằng, xa em, tôi buồn nhiều lắm. Vector B suy ra là vector A sẽ bằng A bình phương 1 cộng A bình phương 2 cộng A bình phương 3 cộng cho căn bậc 2 của B bình phương 1 cộng B bình phương 2 cộng B bình phương 3. Cos AB sẽ bằng vector A nhân... Cảm ơn. Hôm nào rảnh con ghé nhà bác chơi. Nhà bác ở xóm Kỳ Thị, hỏi thăm bà Tư Phước ai cũng biết hết. Dạ. Lời có bao nhiêu đâu mà còn bị ép giá. Buôn bán kiểu này thét đứt vốn.
Thôi chị, không lúc này thì còn lúc khác, lo gì. Cho ly trà đá chị ơi. Dạ. Lúc này chạy xe sao rồi mày? Dạ cũng đỡ nè. Được cái có mấy mối quen. Vậy tốt. Lúc này xe ôm ra đầy đường. Dạ chạy đây. Đi đâu cũng đụng. À, anh có nhớ bà cụ Phước không? Nhớ. Mà sao? Bà cụ nói trước hay đi xe của anh. Bà biết đi đâu mà bấy lâu không thấy. Tóm lại bà còn tới bệnh viện không? Bà vẫn ở đây. Em mới chở bà nè. Em có hỏi bà đi đâu. Bà nói bà đi thăm cô cháu gái. Có điều lạ là chẳng bao giờ thấy bà mua quà bánh hoặc là đem quần áo gì hết. Bà hơi bị mát. Chắc bà định chôn đứa nhỏ nào về cho vui cửa vui nhà. Thôi em đi nha anh. Không. Chà, bữa nay quẩn dữ hen. Đâu có, tôi chờ Hồng đó chứ. Lội bộ ra ngoài mệt muốn chết à. Mai mốt đến nhà trọ đón em nha. Ừ, được thôi. Lên đây có một mình vậy hả? Một mình thôi, còn Hồng? Cũng vậy. Ở quê không còn ai? Bà già, đứa con gái nhỏ với mấy đứa em. Vậy chồng đâu? Ông xã trước làm ruộng, ham tới đám bạn cư mìn bán phế liệu. Rủi ro chết mất xác rồi. Ông bác. Thank you.
bà cụ mình chở hàng ngày. Có cái gì na ná mẹ Tư? Tội nghiệp mẹ Tư cô độc quá. Nhà mẹ có bốn di ảnh người quá cố song hành bên nhau. Không biết trong thế giới vô thường kia, các vong hồn có hát chung khúc ca lòng mẹ. Ước gì giờ này mình được ngồi nói chuyện, lột củ mì, củ khoai cùng mẹ Tư. Hôm nay không có hàng hả chị? Có chuyện gì vậy chị? Trắng tay rồi em ơi. Sao? Thật khốn nạn, thật chồng chị lấy hết tiền bỏ đi rồi em ơi. Giờ chị tính sao? Nợ chủ hụi 10 triệu đang tới kỳ trả. Bắt vô trong này. Sao hả bác? Không giống lắm. Đôi mắt thì được, gương mặt cháu hơi xương xương, cằm thì không bệnh ra, mũi cao hơn. Khổ thật, đến lần thứ ba rồi mà bác vẫn chưa vừa ý. Nói thiệt, bác chứ người khác, đời nào cháu dám nhận. Vẽ phải có hình mẫu, không ai dám vẽ chỉ dựa theo lời mô tả như bác đâu. Bác biết cậu thương nhà này. Hồi dọn nhà, mớ giấy tờ, hình ảnh bị thất lạc. Cậu thương á, xin thương cho trót. Thôi được, cháu sẽ ráng. Nhưng mà lần này nếu không được, cháu xin chịu thua thôi. Thôi như vậy, ngày kia mùng 8, cháu mời bác đến xem. Cảm ơn cậu.
còn sớm. Chờ một chút. Hỏi thiệt, biết mùi đàn bà chứ vậy? Muốn thử cho biết không? Người có chí lớn. Tóc đèn mùng. Ôi thường quá. Ngoại bồng chút con rồi. Ồ thường. Bác ơi, bác ngồi chờ ai đấy? Chờ ai đâu? Vậy sao ngày nào bác cũng đến đây? Bác muốn thấy gương mặt trẻ, muốn nghe tiếng con nít khóc. Bác có một thằng con trai bằng tuổi con, nó chết ở chiến trường. Nó hiền từ lắm, nó hiếu thảo, nó hứa giải ngủ về cưới vợ, làm lụng nuôi mẹ. Vậy mà cố hương tôi chuyện chết chóc qua các cuộc chiến rất điển hình. Nhà mẹ Tư có chồng cùng ba con, nhà chú Hiển sáu nhân mạng, dòng họ Trần đi Đức hơn ba chi,
Mẹ Tư thời bình lầm lũi cô độc. Ở làng, tôi hay chạy qua giúp mẹ Tư chẻ củi, lặt rau. Mẹ Tư thương tôi, mẹ xin nhận tôi làm cháu đỡ đầu. Cha mẹ tôi đồng ý, dù biết mẹ Tư nghèo. Đi trà đá mấy đứa thuốc hả chị? Dạ. Kêu thêm Vũ không? Mới chở khách hả anh? Ở đâu lận? Chào Thủ Đức. À, xíu nữa quên, bà Thùy nhắn mày mai qua chở hàng. Ủa, chị đi bán rồi à? Mấy bữa nay rồi. Cũng mừng cho chị. Người vậy mà có thằng chồng. Bộ chị chưa có con cái gì sao? Lấy chồng 8 năm rồi mà chưa có con. Mà mày nhìn thằng chồng thì biết. Anh Tiến. Gì mày? Em nghe Phong Phanh người ta nói là anh với chị Thùy hình như có quan hệ với nhau hả? Chuyện nhỏ mà. Ai đó? Tôi, Đạt. Vô đi. Hôm nay có công chuyện trễ, chờ chút nghe. Làm nghề này, cô có thấy nhục không? Nhục gì mà nhục? Đã vào đời, phải bất chấp hết. Làm gì thì làm, miễn đừng cướp của giết người là được. Còng lưng đưa rước khách như anh có thấy nhục không? Tôi ra ngoài chút. Bác. Bác ơi, con là Đạt đây mà. Ờ. Vô đây đi con. Vô nhà đi con. Dạ. Cháu ngồi chơi nha. Dạ. Để bác đi rửa cái tay chút nha. Dạ.
con trai bác đó, khuôn hình cũ, bị mọt cắn nát. Bác vừa thay lại để cho linh hồn nó đỡ lạnh. Lâu nay con có nghe tin tức gia đình không? Dạ có. Nghe nói ở ngoài đường Bảo Lục mà. Dạ. Năm nào chả vậy bác. Thiệt khổ quá. Thôi bữa nay con ở lại ăn cơm nghe. Dạ thôi để khi khác à. Bữa nay con có khách hẹn. Thiệt giao vất vả quá. Lại có chí học hành. Ít con người được như cháu lắm. Còn biết đó, hoàn cảnh của bác lủi thủi có một mình, ngày tối vào ra có một bóng. Bác ước ao gia mà con bằng lòng làm con nuôi của bác. Làm con bác nhé. Anh ơi chạy qua bên kia giùm. Cho dĩa cơm, thịt kho hộp vịt, ly trà đá. Dạ. Anh Tiến. Cơm anh. Ăn gì chú? Cho dĩa cơm hộp vịt, giá xào, ly trà đá. Ròng rã sáng giờ chẳng kiếm được mối nào.
Có chạy xe không? Có chứ. Anh về đâu ạ? À? An Bình. Dạ, anh chờ em chút nha. Em trả tiền rồi, anh về sau nha, em có khách. Anh đi ăn bình mà. À, ghé nhà bạn trước. Như nhau mày cũng không tha. Em lỡ dạy, em có mắt như mù, em biết tội em rồi. Anh tha cho em. Biết. Đừng trương mặt cho tao thấy lần nữa. Em đội ơn anh. Em đội ơn anh. Anh Tiến, anh Tiến, em thì không biết lấy gì để trả ơn anh. Thôi dẹp đi, lúc nãy thấy mày với nó ở trong quán, tao đã sinh nghi rồi.
Hồng, sao vậy? Chuyện cơm bữa, không có gì đâu. Không có gì, sao bằng mũi bầm tím như vậy? Xui, gặp thằng mất dạy, chơi quỵt lấy hết tiền, mà còn bị đánh nữa. Cho thiếu bữa tiền xe nha. Thôi, không lấy tiền Hồng đâu. Không có đói bụng không? Mình đi ăn hủ tiếu nha. Không đói. Bà cụ có anh con trai giống y tôi. Phải nói, cuộc sống tôi trải nghiệm không ít bất ngờ. Nhưng đây là bất ngờ nhất. Suy cho cùng thì có gì lạ? Người giống người, chuyện bình thường. Gần Hồng, càng ngày tôi càng quý. Tôi gạt bỏ lời căn dặn của mẹ trước khi vào đời rằng hai hạng người cần phải tránh là trai trộm cướp và gái giang hồ. Theo mẹ, gần bùng thì phải tanh bùng. Mày có nhìn thấy con mẹ kia không? Thì buông chuột, ai không biết. Tụi con bé nói mà tao không có tin. Nghe nói trước kia đàng hoàng lắm mà. Đàng hoàng hả? Không dám đâu. Sao mày? Chị biến gia tiếng tính không? Tính tiền đi chị. 5.000. Em cảm ơn ha. Thì tiếng nào vậy? Tiếng chạy xe ôm khu vực này nè. À, tưởng ai. Rồi sao mày? Giả với mẹ thì xà quẩn nhau lâu rồi. Hồi thằng chồng còn ở nhà lẫn. Có điều kính bưng à. Mấy lần hả tôi thấy hai anh chị vô khu nhà trọ bến xe. Lần này chắc bể kế hoạch rồi. Thì tình hả? Thì đó. Kéo nước em. Ly thôi, em không khát. Không khát cái gì thì cũng uống đi cho đỡ mệt. Em uống đi. Nè, có chuyện gì phải không? Không. Em không được khỏe hả? Em bình thường. Đừng giấu mà. Chị thấy em có điều gì đó không bình thường. Em không bình thường hay chính chị không bình thường? Rồi thấy ai cũng giống mình cả. Đạt, em không được nói như vậy. Chị cấm em. Chị cấm em. Nhưng chị có cấm được miệng lưỡi thiên hạ không? Cả nước biết chuyện chị rồi đó. Chuyện chị là chuyện gì? Thì chị biết đó.
chị. Em xin lỗi chị. Chị tha lỗi cho em nha. Chị tha lỗi cho em. Em không có ý nói. Không, em không có lỗi gì hết. Mà thôi, chuyện còn dài lắm. Để lúc khác sẽ có dịp chị kể cho em. Uống nước đi em, rồi mình còn về. Uống đi mày. Rượu nặng quá. Mày uống rượu mà tao cảm thấy như uống thuốc độc. Mày biết rượu gì đây không? Dạ không. Rượu Minh Mạng. Mày ăn học chắc biết Du Minh Mạng chứ? Dạ biết. Rượu này ông uống, bà chỉ có nước khen hay. Ê mày, tao hỏi thiệt, trước giờ mày ngủ với mấy em rồi? Sao? Tao không tin mày còn zin. Tướng tá mặt mũi mày vậy mà không dụ được em nào thì thiệt là lạ. Thực ra em cũng có một cô bạn gái, Thúy học cùng lớp với em, nhà cổ ở ngoài phố, còn em trong làng. Hai đứa chơi thân với nhau lắm. Em rất thường chỉ Thúy học bài. Chưa biết nữa. Đạt biết không, hè rồi về chơi ở nhà ông bác ở thành phố còn tuần à, mà Thúy mê Sài Gòn hết biết luôn. Nơi gì đâu mà nhà cửa cứ tần tần như vậy nè, phố xá lúc nào cũng đông vui như Tết. Người thành phố đó hả, Đạt biết không, ai cũng ăn bận đẹp, nước hoa thơm phức à, ăn nói thì lịch sự, chứ ai đâu như cái xứ mình. Đạt biết không, anh Trương con bác cơ còn nói ngoại hình của Thúy thừa tiêu chuẩn làm tiếp viên hàng không. Chỉ cần lo dồi tiếng Anh cho xịn là đủ. Mà cái gì chứ, làm tiếp viên hàng không Thúy mê lắm. Được đi đây đi đó, lại còn kiếm được nhiều tiền nữa. Mày không quen, thôi đừng uống nhiều. Thank you.
thôi dẹp đi, đồ sớm. Ê mày, tao thấy con Hồng cà phê được đó chứ. Quá nhỏ. Lòng quá chậm. Nước mới gặp. Ok, đem lên xe. Đổ cũ, đem lên cũ. Để lái xe. Đi đâu dữ vậy? Sắp tới rồi. Gì đấy? Tiền đâu? Gì gấp dữ vậy? Anh thông cảm, như ở đây cũng vậy. Để lát nữa đi. Anh trả tiền trước sau thì cũng vậy. Khát khô cổ, xin miếng nước.
chưa về hả? Muốn gì đây? Chuyện nhỏ ấy mà. Đừng có học đòi. Cút về mà lo việc học hành đi thằng nhóc. Cô là cái quái gì mà làm bộ lên mặt chứ? Nếu mày không cút, tao tán vào mặt mày bây giờ. Ra trễ gì mày? Dạ, đêm qua em mắc học khuya. Anh Tiến, từ bữa nay anh chở mối hồng giùm em. Đụng chuyện rồi hả? Dạ không có gì, nhưng em... Thôi dẹp đi, ra đường mà mày còn đeo mặt nạ tục lắm con à. Còn sớm, ghé vào bãi ăn cháo huyết đi. Tôi không đói. Nhưng mà tôi đói. Vậy đi xe khác đi, tôi cũng muốn chờ. Trời ơi, làm gì mà khó với nhau dữ vậy. Cắm miệng cho tôi nhờ. Gì hả? Ôm chặt vô. Nhớ trưa qua chở về đi lấy hàng nha. Dạ em nhớ mà.
ọc ạch rồi nha. Mấy tháng rồi mày? Em sao biết được? Phải hỏi anh mới đúng chứ. Mày nói vậy là sao? Thì anh với chị Thùy có... Ai nói mày? Anh... Chính anh nói với em mà. Thì bữa trước tao xạo mày cho vui, chứ tao thề không phải là của tao. Mình tin anh Tiến không phải là tác giả cái bào thai trong bụng chị Thùy. Anh lừa gạt trân tráo với ai mình không biết, nhưng với mình anh luôn thật lòng. Có thể vấn đề đàn bà gái gú trong cánh đàn ông con trai thường hay khoác lác dáng vẻ hào hoa. Bà cụ lâu nay không thấy đi xe, hay cụ ốm, hôm nào rảnh phải nhớ ghé thăm cụ. Từ từ đã. Công an hả? Đi. Nè, tôi nói cho cô biết, tôi chạy xe ôm chứ không phải là đầy tớ của cô. Xin lỗi, còn đầy tớ của ai thì có biết. Cô móc méo cái gì? Coi lù đùn vậy mà ghê thì. Nói đi, cái gì? Cái này. Không biết anh chở làm sao mà bà Thùy cái bụng càng ngày như cái trống. Nè, nè, đừng có bà vũ khống nha. Thôi thôi thôi, mệt quá. Phải rồi bà ơi, đi chỗ khác đi. Gửi tiền ở đâu chị? Bên kia. Chị cho em gửi 200 ngàn ra Quảng Ngãi. Nè, đi vô. Dạ. Sao trễ vậy? Xin lỗi, tôi bận chở khách. Bà Thùy phải không? Ừ. Sướng thiệt. Cơm no bò cưỡi. Nè, tôi cấm cô. Có miệng tôi nói, anh quyền gì? Cứ đừng nói kiểu đó, đừng có trách tôi. Chà, ngon á. Làm gì thử coi. Tôi thách đó. Ừ, tôi ngủ với người ta đó. Cô làm gì tôi? Đồ khốn nạn. Tôi đã lầm mà. Coi coi, coi có tin tao không? Trời ơi, tao đậu rồi. Kìa kìa kìa. Thằng Bi đậu rồi đó, thằng Bi nè. Nè. Chết rồi. Thằng Bi chết rồi. Mày đứa con quá. Rồi, một con nữa. Xui. Tại đời. Anh xếp lại cho coi xíu. Anh đi cửa đi, đi kêu nó lên, coi đi. Đâu cũng chết rồi. Cái này còn chén gì nữa, từ có. Cái gì ta làm
Thôi, đừng buồn nữa cháu. Học tài thi phận mà. Năm nay thi không đậu thì sang năm làm trai cốt ở cái chí. Thôi, vậy cháu nha. Nghe rồi. Tìm ai vậy? Hồng, cô ở đây. Tôi mới tới hồi mời, không có biết cô Hồng nào hết á. Buông ra những lời cay nghiệt với Hồng, tôi thấy trước mắt có đôi mắt của Thúy. Thúy của mối tình đầu nhí nhố và phù phiếm. Có thể Hồng thương tôi thật sự. Hồng bỏ đi biệt tích. Tôi vài lần cất công đi tìm nhưng không thành. Trời rộng, người đông, sức tôi lại có hạn. Ở một nơi dù khắc nghiệt đến mấy, tôi chỉ mong Hồng sống đẹp và sống thật. Nghèo túng, lừa lọc, đỉ thỏa với Hồng là cung bậc mà kẻ trèo lên rớt xuống, rất mong đỡ nhọc nhằn hơn. Tao tìm mày sáng giờ, mày biết tin bà cụ chưa? Dạ chưa. Bà đang ngắt ngoài ở nhà thương, bà nhắn mày miết. Sao? Sao anh? Khổ quá. Chuyện gì nè? Chiều qua tao chạy tà tà đón khách ở góc nhà trẻ Hoa Cúc, thì đám đông súng đen súng đỏ, tò mò tao mới ghé mắt nhìn. Mấy người tránh ra bớt đi cho khỏi ngộp nè. Bà Tư, bà Tư,
Trời ơi má sao vậy nè? Để tôi đi kêu xích luôn. Tránh ra giùm đi bà con. Tránh ra cho tôi đi nè. Hiểu lầm thôi. Bà mới một đứa con nít ở nhà trẻ, ẵm ra ngoài mua cà rem. Người nhà nó bắt gặp, tưởng mẹ mìn, mới chạy tới giằng lại, đẩy bà té. Không ngờ. Bây giờ bà ở đâu? Bệnh viện đa khoa. Nè anh kia, đâu vậy, đâu vậy? Má, má, má ơi, má, con là Đạt đây má. Má ơi, con nè, Đạt nè má. Má ơi, má khỏe chưa má? Má thấy trong người thế nào ạ? Tha, tha lỗi cho má. Má đã nói dối con. Má chưa hề làm mẹ, làm vợ dù chỉ một ngày. Má ước sao còn một đứa con dù què cằn, sức môi, tâm trí ngu đần. Đạt, ngày mốt chị về quê, không biết bao giờ mới gặp lại. Chị có chuyện cần nói với em. Chiều tối rảnh ghé chị. Thùy. Chị có hứa với em, một lúc nào đó chị sẽ kể chuyện chị cho em nghe. Giờ thì chị sắp đi xa rồi, chẳng còn gì để giấu em nữa. Em biết đó, thằng chồng tán tận lương tâm, bỏ đi đã lấy hết cả vốn liếng buôn bán của chị. Trong lúc chị không biết làm thế nào, mai thay, qua lời giới thiệu của một bạn hàng, chị được biết một cặp vợ chồng. Họ giàu tiền
lại có địa vị xã hội, nhưng éo le là người vợ lại không có khả năng sanh đẻ. Cả hai đều khao khát có một đứa con, chạy chữa hết cách, hết thuốc cũng không ăn thua gì. Chị đã nhận mang bầu thuê, giá thỏa thuận là 20 triệu. Nếu đẻ con trai sẽ được thưởng thêm. Ăn nằm với người chồng có kết quả, chị được giao trước 10 triệu. Chị đã nghĩ lại rồi em à. Đứa con là con của chị. Chị rất ruột đẻ ra nó. Chị là mẹ nó. Chị cũng cần nó. Chị sẽ không giao nó cho ai hết. Em cầm lấy 10 triệu này, trả lại hai vợ chồng nhà ấy giùm chị. Chị có ghi địa chỉ ở bên trong. Em nói giùm họ thông cảm. Chị xin lỗi. Thôi em về. Tôi biết chắc một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải xa ngã ba đồng tiếng này để đi về miền khác như Hồng, như chị Thùy. Tôi về miền khác có thể êm đềm hơn mà cũng có thể khắc nghiệt hơn, nhưng mãi mãi trong tôi vẫn vang lên khúc ca bất tử về những cảnh đời quạnh hiu, cảnh người lầm than nhưng trong sạch, đớn hèn nhưng vẫn chói sáng một nhân cách. Chính họ đã dạy cho tôi những bài học sần sùi nhất, nhưng cũng thiết thực nhất trong chuỗi ngày chập chững vào đời. Họ đã cùng tôi hòa trong điệu nhạc đớn đau, với than âm hùng tráng. Họ đã dạy tôi vào đời, ngã quỷ ư, không bao giờ.